Hôm nay thì chúng ta sẽ tới với một cái buổi tập giảm mỡ đùi trước và đùi trong nha các bạn, giúp cho cái đùi của chúng ta thon gọn săn chắc nha các bạn. Ở cái bài tập đầu tiên nó sẽ giúp cho các bạn là giảm mỡ đùi trước cũng như là cái bài tập khởi động cho cái buổi tập của ngày hôm nay ha. Đây, tư thế bắt đầu nó như thế này. Hai chân của chúng ta đứng rộng bằng vai, cái mũi bàn chân hướng ra bên ngoài, thực hiện là khoảng 30 rep nha các bạn. 1 2 xuống hít vào, lên thở ra. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Các bạn có thể là đặt tay ra sau lưng như thế này cũng được. 18 19 20 21 22. Cố lên nha các bạn. 26. Bạn sẽ thấy là cái đùi trước của bạn bắt đầu rất mỏi rồi. 29 30, ok. Sau mỗi bài tập ấy, thì chúng ta nghỉ khoảng từ 30 giây cho đến 45 giây. Ở cái bài tập số 2, các bạn đứng rộng ra như thế này. Sau đó các bạn hạ xuống này, các bạn hạ xuống đây. Lên tới đây, kiện chân lên. Thì cái bài tập này nó sẽ giúp cho các bạn là vào nhóm cơ đùi trong và đùi trước ha. Thực hiện là 20 rep. 1, 2, xuống hít vào, lên thở ra. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái bài tập thứ 3. Ở tư thế bài tập số 3 nó như thế này. Các bạn để ý nè. Các bạn cưỡng chân lên như thế này, kiện chân lên như thế này nha. Sau đó các bạn đẩy tới trước này, các bạn đẩy tới trước này, nè, đẩy tới trước này. Sau đó khi lên, sau đó bạn đẩy ra sau như thế này này, thì nó sẽ tác động vào cái đùi sau này, đùi trước phía sau này. Đẩy tới trước thì nó sẽ tác động vào đùi trước này. Thực hiện là 15 rep nha. 1 2 Hơi thở đều ha, cái bài tập này thì hơi thở đều. 4 5 Thực hiện là mỗi bên là 15 rep ấy. 6 7 8 9 10. Các bạn sẽ thấy cái bài tập này á, nó vào đùi trước rất là rõ rệt ha. 11 ăn rất là nhiều. 12 13 14 15 Đổi chân, chân này trước, chân này sau nè, thực hiện này. Kiện chân lên, kiện chân lên nha. Khi kiện chân lên là có thể là cơ thể của chúng ta mất thăng bằng, nhưng mà khi thực hiện nó không có mất thăng bằng đâu. 1 2 3 4. Khi mà các bạn thực hiện các bạn sẽ thấy rất dễ. 5 6 Xuống hít vào, lên thở ra, hoặc là thở đều. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ô, lố rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái bài tập số 4. Cái bài tập số 4 đó, các bạn đứng rộng chân ra như thế này. Đồng thời á, chân á, kiện lên như thế này. Các bạn này, kiện lên như thế này. Và sau đó thực hiện là 30 rep như thế này. Lên, qua, về như thế này. Hơi thở của chúng ta là hơi thở đều. Hai cái tay của bạn á, đưa qua đưa về như thế này để giữ thăng bằng cho cái bài tập ha. 1, 2, thực hiện là 30 rep. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái bài tập này á, các bạn sẽ thấy rằng là cái phần đùi trước, đùi trong của chúng ta nó vào cực kỳ nhiều luôn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow! Đá hậu nha các bạn. Ở cái bài tập này á, thì nó sẽ giúp cho các bạn là vào đùi trước, đùi trong và đùi sau luôn. Đây này các bạn, tư thế bắt đầu của chúng ta là các bạn giơ chân cao như thế này. Sau đó các bạn
cuốn chân như thế này nè, đó, thực hiện là 20 rep cho mỗi chân nha. 4 5 6 7 nhấc lên như thế này, 8 9 bài này á, nó vào chân và mông mông luôn á. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ok, đổi chân. Này, vô lên như thế này này. 1 2 3. Các bạn nhìn thì đơn giản đó nha. 4. Nhưng mà nó rất là đau đấy, rất là mỏi ấy, và rất là vào đấy, chứ không phải giỡn đâu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ok. Sau đây là mình đã chia sẻ xong cho các bạn là một cái buổi tập giảm mỡ đùi trước và đùi trong. Thì trong cái buổi tập của ngày hôm nay á, các bạn sẽ thấy một cái điều như thế này, đó là trong cái buổi tập này nó chỉ có 4 đến 5 bài mà thôi. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu là cái đùi trước và đùi trong của chúng ta khi mà các bạn luyện tập á, thì các bạn không cần chú trọng đến cái việc mà tập nhiều bài trong một buổi tập, mà quan trọng ở đây đó là cái bài tập đó nó có thực sự tác động vào cái đùi trước và đùi trong của chúng ta hay không, giúp cho cái đùi của chúng ta thon gọn, săn chắc và khỏe mạnh. Thứ hai đó là trong cái buổi tập của ngày hôm nay đó, thì những cái bài tập mà mình chia sẻ cho các bạn á, là những cái bài tập mà nó giúp cho các bạn là vào cực kỳ nhiều cái nhóm cơ đùi trước và đùi trong, giúp cho cái việc mà các bạn giảm mỡ đùi trước đùi trong rất là hiệu quả. Và trong cái quá trình mà các bạn luyện tập á, thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay là cái nhóm cơ đùi của chúng ta nó sẽ được tác động, nó sẽ cảm thấy là nó nhức nè, và nó sẽ được nóng lên rất là nhiều, giúp cho cái việc mà các bạn giảm mỡ đùi trước và đùi trong cực kỳ hiệu quả. Và tin mình đi, khi mà các bạn luyện tập những cái bài tập mình chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn sẽ cảm nhận ngay cái sự hiệu quả của cái việc giảm mỡ đùi trước, đùi trong của các bạn ha. Và một điều cuối cùng nữa đó là trước khi mà các bạn luyện tập á, thì các bạn nhớ uống soy protein hỗ trợ cho cái việc mà các bạn giảm mỡ tăng cơ tốt hơn, giúp cho cái đùi của chúng ta thon gọn, săn chắc, khỏe mạnh hơn nha các bạn. Đây, soy protein hỗ trợ giảm mỡ tăng cơ trước và sau khi mà các bạn luyện tập. Các bạn có thể là uống trước khi tập để mà giúp cho cái buổi tập của chúng ta trở nên hiệu quả hơn, giảm mỡ tốt hơn, tăng cơ hiệu quả hơn. Còn nếu mà các bạn không uống trước khi tập á, thì có thể là uống sau tập giống như mình, và thay thế cho bữa phụ nha các bạn, hỗ trợ cho cái việc mà các bạn giảm mỡ tăng cơ hiệu quả. Soy protein giảm mỡ tăng cơ. Các bạn mua hàng thì nhớ liên hệ cho mình qua website, fanpage cũng như là số điện thoại của mình nha. Chào các bạn.